trong hội anh chị em của người nhiều người biết đến, thu hút nhiều chú ý nhất trong thời gian gần đây chính là Nguyễn Diệt Hoàng, em trai Sơn Tùng mờ thành phố. Lý do thì cũng dễ hiểu thôi, ngoài dài ba điểm sương sương như em trai của sao, nhà giàu, hát hay, bonus thêm tính cách vui vẻ, hài hước, cậu gamer thủ 19 tuổi còn chiến hữu nhan sắc chẳng hề thua soàn xỉn anh trai. Đặc biệt, nhiều lúc Diệt Hoàng lại khiến ai nấy ngỡ ngàng với những khoảnh khắc xuất thần đến mức chị em được fan ăn bánh gato ngập mặt. Người đâu mà vừa phút trước vẫn còn men ly quý phái, phút sau đã đẹp lấn át hội gái xinh rồi. Da trắng môi hồng các thứ thế này mà hội con gái xem ngừng không ôm một cục ghen tị mới là lạ. Ngang nhiên dùng ác chỉnh ảnh giả gái đồ. Ai không biết lại nhào vào xin info thật chứ chẳng được. Đương nhiên không thể thiếu bức hình so điếc ở bể bơi này. Diệt Hoàng chưa kịp có làn da rám nắng thì chị em đã đổ đứa đường gì góc nghiêng thần thánh, bờ môi thu hút rồi. Làm vài bức ảnh cho các gamer thủ nữ ghen tị chơi chơi thôi chứ hình tượng mà Diệt Hoàng theo đuổi là trai đẹp năng động, cung ngầu đúng độ tuổi nhé. Vua thời trang cũng rất dì và này nọ, đứng cạnh anh trai và chẳng hề xoàng xỉnh cạnh chút nào. Kết luận là đã đẹp trai thì làm gì cũng thành cực phẩm cả thôi các gamer thủ à.